Nga-Mỹ phản ứng về thỏa thuận đổi 20% lãnh thổ Ukraine lấy hòa bình. Mỹ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ và UAE đoạn tuyệt với Nga. Vũ khinh khí cầu Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ chính thức lên tiếng, ông Trump đòi bắn hạ. Cristiano Ronaldo ghi bàn phút bù giờ cứu Annette khỏi trận thua muối mặt. Messi thừa nhận khó bảo vệ trước vô địch tại World Cup 2026. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin quốc tế ngày 4 tháng 2 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây, chúng tôi sẽ điểm lại những tin tức chính nổi bật trên thế giới trong 24 giờ qua. Nga-Mỹ phản ứng về thỏa thuận đổi 20% lãnh thổ Ukraine lấy hòa bình. Cả Nga và Mỹ đều bác bỏ thông tin cho rằng Washington đã đề xuất một kế hoạch hòa bình, trong đó đổi 20% lãnh thổ Ukraine để chấm dứt xung đột. Đó là tin giả. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 3 tháng 2 cho biết khi trả lời câu hỏi của phóng viên về nghi vấn Mỹ đề xuất đổi lãnh thổ Ukraine lấy hòa bình. Trước đó, báo SNG của Thụy Sĩ dẫn nguồn thạo tin nói rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề nghị Nga giữ 20% lãnh thổ của Ukraine để đổi lấy thỏa thuận hòa bình chấm dứt xung đột hiện nay ở Ukraine. Tờ báo cho biết ông Biden đã cử Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương CIA William Burns thực hiện chuyến công du bí mật đến Moscow và Kiev vào giữa tháng 1 qua để đưa ra kế hoạch hòa bình này. Tuy nhiên, Phó phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Sean Davis khẳng định thông tin của NNG là không đúng. Một quan chức CIA sau đó cũng nói rằng thông tin về chuyến thăm bí mật tới của lãnh đạo CIA tới Moscow và Kiev để đưa ra đề xuất hòa bình thay mặt Nhà Trắng là hoàn toàn sai sự thật. Nga đã mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Theo các nguồn tin phương Tây, Moscow hiện kiểm soát khoảng 15% lãnh thổ Ukraine và đang dồn lực lượng đến miền đông nước này với mục đích kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass. Tuy nhiên, kế hoạch của Moscow gặp khó do phương Tây liên tiếp viện trợ khí tài giúp cho Ukraine ngăn chặn đà tiến của Nga và thực hiện các đợt phản công. Kiev cũng tuyên bố hòa đàm chỉ diễn ra khi Nga rút hết lực lượng khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine. Bên cạnh đó, trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự hôm 3 tháng 2, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi 10 đợt tấn công của các lực lượng thân Nga, gây thiệt hại nặng nề cho quân đội của Nga trong vòng 24 giờ qua. Chuyển sang tin tức tiếp theo, Mỹ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ và UAE đoạn tuyệt với Nga. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Brian Nelson cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ và UAE không nên duy trì quan hệ kinh tế và tài chính với Nga vì điều này đang làm suy yếu các lệnh trừng phạt. Theo đài Reuters, các tuyên bố trên được đưa ra trong chuyến công du của ông Brian Nelson, người phụ trách về chống khủng bố và tình báo tài chính của Bộ Tài chính Mỹ, đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2 và ngày 3 tháng 2 và được Bloomberg trích dẫn lại. Theo đó, ông Nelson và các quan chức Mỹ kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE kiểm soát dòng hàng hóa đến Nga, đồng thời cho rằng các mặt hàng bị kiểm soát trị giá hàng triệu USD đã đến với Nga và có thể được sử dụng bởi ngành công nghiệp quốc phòng của nước này trong cuộc xung đột với Ukraine. Một nguồn tin giấu tên cho biết, trong thời gian 8 tháng, tính đến tháng 10 năm 2022, Thổ Nhĩ Kỳ đã vận chuyển hàng hóa trị giá hơn 800 triệu USD sang Nga, bao gồm 300 triệu USD máy móc và 80 triệu USD các mặt hàng điện tử khác. Các lĩnh vực gây lo ngại khác cũng bao gồm việc kiểm soát các tàu Nga qua Thổ Nhĩ Kỳ, theo đài CNN. Trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, ông Nelson đã đến UAE và làm việc với các quan chức cấp cao của chính phủ nước này trong việc thực hiện tận gốc các biện pháp trừng phạt của Mỹ, đặc biệt đối với Nga và Iran, đồng thời cam kết thực hiện các hành động bổ sung, chống lại những ai trốn tránh hoặc tạo điều kiện cho việc trốn tránh trừng phạt. Quan chức hàng đầu của Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo UAE rằng việc giúp cho Moscow trốn tránh các lệnh trừng phạt không phải là không có hậu quả. Bộ Tài chính Mỹ trước đó cũng cảnh báo các cá nhân và tổ chức hoạt động trong các khu vực pháp lý dễ dãi, bao gồm UAE và Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ mất khả năng tiếp cận với thị trường G7, bao gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Anh và Mỹ. UAE là quốc gia giữ thái độ trung lập kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra, giữa quan hệ với cả Moscow, Kiev lẫn Washington. Tin tức tiếp theo, vũ khinh khí cầu Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ chính thức lên tiếng, ông Trump đòi bắn hạ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết,
ông đã nói với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị rằng ông sẽ không đến Bắc Kinh sau hành động vô trách nhiệm, vi phạm rõ ràng chủ quyền Mỹ và luật pháp quốc tế, tức vụ khinh khí cầu. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 3 tháng 2 đã lên tiếng giải thích về sự hiện diện khinh khí cầu của nước này trong không phận Mỹ những ngày gần đây. Nó chỉ là khinh khí cầu dân sự sử dụng cho mục đích nghiên cứu, chủ yếu là nghiên cứu khí tượng do ảnh hưởng của gió Tây và khả năng điều khiển hạn chế. Khí cầu đã đi trên hướng dự kiến ban đầu, thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết. Thông cáo nêu rõ thêm, Trung Quốc rất lấy làm tiếc vì khí cầu đi lạc vào Mỹ do sự cố bất khả kháng. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với phía Mỹ để xử lý thỏa đáng sự cố này. Trong một cuộc họp báo cuối ngày 3 tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chính thức xác nhận việc ông sẽ hoãn chuyến thăm Trung Quốc và khẳng định bước đầu tiên là đưa thiết bị giám sát ra khỏi không phận của chúng tôi, đó là điều chúng tôi đang tập trung. CNN trích dẫn thêm tuyên bố từ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. Ngoại trưởng ghi nhận tuyên bố lấy làm tiếc của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng truyền đạt rằng đây rõ ràng là một hành động vô trách nhiệm và vi phạm rõ ràng chủ quyền Mỹ và luật pháp quốc tế, làm suy yếu mục đích của chuyến đi. Ông Blinken cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ cho các đường dây liên lạc mở cho đến khi vụ khinh khí cầu được giải quyết. Tại họp báo, ông cũng nói thêm rằng vụ việc có hại cho các cuộc thảo luận mà đôi bên dự định. Làn sóng hối thúc bắn hạ khinh khí cầu vẫn tiếp tục đổ dồn từ phía Đảng Cộng sản, bao gồm cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Thượng nghị sĩ Marco Rubio, người đang đương chức trong Ủy ban Đối ngoại và Tình báo của Thượng viện. Lầu Năm Góc từ chối cho biết việc Mỹ có cân nhắc bắn hạ khinh khí cầu khi nó bay đến nơi trên mặt nước hay địa điểm thiếu rủi ro hay không. Một số quan chức giải thích lý do không bắn hạ là quả bóng do thám này có nhiều bộ phận bằng kim loại, có thể khiến hàng trăm người Mỹ gặp nguy hiểm nếu bị bắn vỡ. Họ cho biết nó đi qua một số địa điểm nhạy cảm ở Mỹ, bao gồm Montana, ở khu vực có nhiều hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của quân đội Mỹ. Chuyển sang tin tức thể thao, Cristiano Ronaldo ghi bàn phút bù giờ cứu Anas khỏi trận thua bối mặt sau hai trận đấu không thể ghi bàn cho Anas. Cristiano Ronaldo chịu không ít ánh mắt hoài nghi từ người hâm mộ. Dù vậy, cuối cùng, CR7 đã lên tiếng trong trận đấu với Al Fateh ở vòng 16 giải vô địch quốc gia Saudi Arabia. Bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút bù giờ giúp cho Anas tránh khỏi trận thua bối mặt trước Al Fateh. Trận đấu này kết thúc với tỷ số 2 đều. Bước vào trận đấu, Ronaldo vẫn được huấn luyện viên Rui Garcia bố trí ra sân ngay từ đầu trong vai trò tiền đạo cắm, dù trước đó có thông tin cầu thủ này chấn thương, hỗ trợ cho siêu sao người Bồ Đào Nha là bộ ba Taniska, Ayman Yaya và Abdurrahman Grip. Trước đối thủ dưới cờ, Anas sẽ dàng kiểm soát thế trận. Dù vậy, bất chấp cảnh báo từ huấn luyện viên Rui Garcia, những cầu thủ Anas vẫn bơm bóng rất nhiều cho Ronaldo, tiền đạo người Bồ Đào Nha, đã trải qua hiệp 1 khá vô duyên. Phút thứ 35, anh sút bóng lên trời trong tư thế thoải mái trong vòng cấm. Tới cuối hiệp 1, Cristiano Ronaldo lại đưa bóng tìm tới trúng xà ngang của đối thủ. Sang hiệp 2, Anas vẫn làm chủ thế trận, CR7 tiếp tục được bơm bóng khá nhiều nhưng thi đấu vô duyên. Cách bàn giống như 45 phút đầu tiên, Al Fateh đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 58 sau pha bắt volley đẳng cấp. Càng về cuối trận, Anas càng gặp vấn đề tâm lý. Huấn luyện viên Rudy Garcia tiếp tục tin tưởng Ronaldo thay vì rút cầu thủ này ra khỏi sân. Những tưởng Anas sẽ phải hứng chịu trận thua thất vọng thì tới phút bù giờ, cầu thủ vào sân thay người Masharipov bị hậu vệ Al Fateh phạm lỗi trong vòng cấm trên chấm 11m. Cristiano Ronaldo đã không mắc sai lầm nào, săn bằng tỷ số 2 đều. Phút bù giờ thứ 5, Anas chỉ còn thi đấu với 10 người khi Taniska nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tỷ số 2 đều vẫn được giữ nguyên. Với kết quả này, Anas tạm thời vươn lên dẫn đầu giải vô địch quốc gia Saudi Arabia khi có cùng 34 điểm như Al Sabah và thi đấu ít hơn một trận. Tin tức cuối cùng, Messi thừa nhận khó bảo vệ trước vô địch tại World Cup 2026 vì tuổi tác sẽ rất khó để tôi dự World Cup 2026. Messi thừa nhận với tờ Ole ngày 3 tháng 2. Có vẻ như còn lâu nữa mới đến World Cup tiếp theo. Tôi cảm thấy mình đang có phong độ tốt và tôi sẽ tiếp tục duy trì điều đó. Nhưng việc dự World Cup còn phụ thuộc vào sự nghiệp của tôi sẽ diễn ra như thế nào. Messi sẽ sang tuổi 39 khi World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada. Nếu dự giải đấu này, đội trưởng tuyển Argentina sẽ có cơ hội phá kỷ lục chơi nhiều trận nhất tại World Cup 26 trận của chính anh.
Messi cũng có thể cải thiện thành tích ghi 13 bàn tại World Cup hoặc phá kỷ lục 16 bàn của cựu tuyển thủ Đức Miroslav Klose. Huấn luyện viên tuyển Argentina Lionel Scaloni luôn chào đón Messi dự World Cup 2026. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 1, ông chia sẻ, tôi nghĩ Messi có thể góp mặt ở World Cup tiếp theo. Điều đó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những gì cậu ấy muốn và những gì xảy ra trong thời gian tới. Cánh cửa sẽ luôn rộng mở, việc cậu ấy hạnh phúc trên sân luôn là điều tốt cho chúng tôi. Chiến thắng ở Qatar 2022 đã giúp cho Argentina đoạt World Cup đầu tiên sau 36 năm. Đó cũng là chức vô địch thế giới đầu tiên của Messi qua 5 lần tham dự. Trước đó, thành tích tốt nhất của anh là lần vào chung kết World Cup 2014. Cảm giác thật phấn khích. Khi nói xong rồi, Messi nói về việc nâng cao cúp vàng. Đến bây giờ, đó vẫn là một khoảnh khắc thú vị. Tôi đã xem rất nhiều video trên các phương tiện truyền thông. World Cup 2022 cũng là cuộc đua cá nhân giữa Messi và Kylian Mbappe, đồng đội trẻ ở câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Trong trận chung kết, sau 120 phút hòa 3 đều, Pháp của Mbappe chỉ thua 2-4 trong loạt đá luân lưu, trong khi Messi giành quả bóng vàng World Cup lần thứ 2 và giày bạc, còn Mbappe giành giày vàng. Chúng tôi đã nói chuyện một chút về trận đấu và về những màn ăn mừng, nhưng chỉ có vậy thôi, Messi nói về quan hệ với Mbappe sau World Cup. Tôi tình cờ từng thua một trận chung kết World Cup khác và tôi không muốn nói bất cứ chuyện gì về điều này. Vì thế, tôi không muốn đề cập đến chủ đề này, dù không có vấn đề gì với Kylian. Trên đây là bản tin quốc tế ngày hôm nay của Hoàng Châu Channel. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích những bản tin của chúng tôi, đừng quên like, để lại bình luận, ấn đăng ký kênh và theo dõi hàng ngày. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!